Niệm này rồi nó tới niệm khác nó có nữa, đố thì tới nơi hoài. Tao không có ngồi yên được thôi. Bây giờ rác nhiều thì không có ngồi yên đâu. Mình thầy có bữa tắt hết cho mất xỉu luôn rồi. Mất xỉu. Mệt quá quét rác mệt quá. Thôi là quét rác mệt. Thì bây giờ thôi, mày nhiều quá thì thôi tao quét thôi, tao nghĩ chứ không lẽ tao quét hoài tao chịu sao nổi. Lúc con phải xả bớt mày. Ừ. Xả những cái niệm, những cái giới bớt nữa mà thầy vì nó tắt ý luôn phạm giới đã nữa. Ừ. Cho nên con phải xả ra. Thì phải xả ra chứ bây giờ phải nhiều quá trời như đúng rác thành phố rồi tao quét hơi rồi cái tao hốt tư lần hết được thì chắc chịu thua để từ từ tao hốt sao mà đúng là mấy bạn với lại con có hai cái điểm một thì lúc thì nó yên nó tốt nhất là ngồi tu thứ hai thì nó lại động lên nó động dữ hai cái điểm nó đòi dậy mạnh vậy cái đó là cái tu tứ niệm xứ tốt nhất à dạ tứ niệm xứ tốt nhất để cho mày vô tao chịu khó tao hốt riết chừng nào tôi không hết rồi thế nào tao cũng phải không hết nghĩa là gia công cái dù đóng đất thành phố tao cũng quét sạch không có gì đâu sợ trước sau cũng phải quét hết rồi dạ bà thầy nhiều khi con nghĩ không biết làm sao bây giờ mình tu cái tứ niệm xứ còn kém nữa chắc có lẽ là mình phải nỗ lực tu chứ tứ đến cần nhiều hơn tứ đến cần hả con dạ. Chính nó nhiều quá đó là đang tu chứ đến cần chứ tứ niệm xứ không có được đâu nó tràn vô quá mình làm sao mà tu tứ niệm xứ nào tứ niệm xứ là 1-2 giờ nó vô một niệm hai niệm là tu tứ niệm xứ 1 giờ 2 giờ mà ngồi á nó nghe nó mới mỏi chân chút ta mỏi mình chút thì nó tu tứ niệm xứ vô ngồi cái đau chân rồi cái làm cho tu tứ niệm xứ vô ngồi thì tôi bao nhiêu vọng tưởng nó ào ạt ra nó đổ đóng đâu đó cái đó là tu cái chính cần ngăn ác diệt ác cho nên vì vậy mà lúc bây giờ tứ chính cần nó có 4 pháp mình ngăn á mình đi chánh niệm tỉnh giác là ngăn ổng đó rồi mình tu định niệm hơi thở là ngăn đó con bé chứ đâu có tu tứ chính cần chỉ có thư giãn có chút nghỉ thôi chứ đâu dám tu tứ chánh cần ở đâu dám tu tứ niệm xứ đâu không dám tu tứ niệm xứ đâu hoàn toàn là tu tứ chánh cần không rồi con tu tứ chánh cần thì có 4 pháp định nè định thân thư giãn nè định sát suốt nè định niệm hơi thở nè định vô lậu nè nó mấy cái đó tu hoàn toàn ôm pháp tu hoài thành nó vô mới được không có hở chỉ có thư giãn nó chút thôi mà vậy chứ mà ngồi thư giãn mà chút cái nó vô á không phải dễ đâu cho nên cái tứ chính cần thì ngăn á gì hết mà tứ niệm xứ không có pháp mà trời đất ơi không có pháp mà như đống rác thành phố thì thôi làm sao quét hết trời ơi thầy nhiều khi con nghĩ là coi như là mình mang rác thì nhiều quá là bây giờ mình hốt ra mệt rồi mà con dùng cái tứ niệm xứ mà con không rác không hết rồi chỉ có dùng cái tứ chính cần đó là cái xe xúc nó xúc cái tứ chính cần là cái xe xúc lớn luôn là vô rác cả đống vậy chứ nó xúc không đẩy gì hết cái tứ chính cần à. Còn cái tứ niệm xứ nó không có cái xe cái tứ niệm xứ là lấy cây chổi quét á cũng như mình quét nhà vậy là tứ niệm xứ còn cái tứ chính cần là cái xe xúc rác nó mà rác nào vô bao nhiêu nó cũng hốt hết vì nó là pháp nó là cái pháp cho nên không có vô được nó đâu nó đẩy ra hết dạ đúng rồi nhưng mà cái diệp còn ngày còn mới hiểu nó bởi hết có lúc con lại suy nghĩ với thầy thì con nói nếu mà nó rác nó nhiều như vậy thì bây giờ mình phải nỗ lực tăng tứ chánh cần lên thời gian tu lên đúng rồi phải tu tứ chánh cần thì sau đó thì nó bắt đầu nó rác nó sạch rồi mới là ngồi quét còn chút ít mình quét dơ đâu nó mới sạch sẽ cái nhà mình luôn cũng như bây giờ cái nhà con vừa rác đổ hết rồi con đem xe con xúc ra hết đem hết là tứ chánh cần á sau khi hết rồi giờ lấy giải lao lại cho nó sạch sẽ cái nhà tức là nó còn những cái bừa đất bụi nó đắm dưới này nhà mình á thì đó là tứ niệm xứ đó chứ còn trời đất ơi nó còn khô quá trời nó đắm vậy mà con ngồi đó mà con không lấy xe xúc mà con xúc thì làm sao mà cũng quét ra được con chờ thằng chút hả mà thầy con xin lỗi thầy nè thầy mà mấy ngày đó con cũng có vài ba ngày nói chung là con cũng hẳn là cố gắng giữ độc cư thành lực đó thì mà càng giữ độc cư thì nó càng sinh khởi ra mà thầy trong đầu mình nó khởi nhiều cái niệm càng nhiều ra nữa cũng giống như bữa hôm trước con trình thầy ăn rước quá con phải chạy mà có bữa con cũng ngồi như vậy con đang ngồi con thả cái tâm ra thư giãn thanh thản là vô sự tự nhiên niệm đâu nó tuôn nhiều quá mà con ngồi con quá con chọc con mày quá nó thôi đứng dậy đi rồi còn đứng dậy đi mà đi kinh hành nó lại không có niệm mà thầy cứ bởi, đi đó là nó lại ít niệm thở thôi bởi vậy cho nên tu bây giờ con trở về căn bản là tứ chánh cần tu những cái pháp nó ví dụ nó 4 pháp mình tập cái pháp này rồi
thứ pháp khác, tới pháp khác. Mình tu một buổi gì mình cho nó bốn pháp cho nó, cho nó thì bốn cái định của nó. Con tu là căn bản thì cái này nó không có. Thế không mình tu vô tứ niệm xứ nó đào, có lúc nó yên, có lúc nó giận. Rồi mình tu lợi tứ chánh cần, mình ngăn ác gì khác, từng chút để diệt cho nó sạch, giữ ôn pháp nó. Ôn pháp như ôn phao, mà tứ chánh cần là ôn pháp, ôn phao, con lòng nó ngăn. Ngăn ghê gớm, nó ngăn tịnh rồi nó tập cho mình sức tỉnh cao lên. Nó ngăn, rồi khi mà dùng cái định vô lậu đó, mình đưa cái đề tài đó, đó là diệt. Cái định vô lậu là diệt, ví dụ như mình còn đưa về cái đề tài như quán thân vô thường. Rồi còn quán một lần rồi, nó chưa thấm nhuận đâu, đã mình hiểu rồi đó. Bây giờ mình đưa lại, mình quán lần nữa, cứ hoài, cứ cái định vô lậu đó, mà cứ đặt một cái đề tài đó quán chừng 10 lần, 20 lần, 30 lần, 100 lần cũng một cái đề tài đó quán, tới quán lui hoài, cho nó thấm nhuận thì mình hiểu rồi, nhưng mà cái hiểu của mình nó chưa thấm nhuận. Cho nên mình quán nó mới thấm nhuận, để mới gọi định vô lậu. Cho nên mình quán cái định vô lậu là nó xả đó, còn cái định chánh niệm tỉnh giác là nó ức chế đó, nó ngăn đó. Nó ngăn là ức chế. Mình đi kinh hành mà có niệm xen vô là mình tu không có cẩn thận từng bước đi. Còn mình định niệm hơi thở, mình tu từng hơi thở mà có niệm xen vô là mình chí ngự nó chưa nổi. Cho nên những cái này là cái pháp ngăn. Phải biết pháp đó là ngăn ác, không có cho nó vào. Còn cái pháp diệt á là định vô lậu. Còn cái pháp thư giãn là để miễn hơi. Nó có những cái pháp của nó, bốn pháp của người ta, bốn pháp định của người ta, nó cái pháp nào ngăn mà pháp nào diệt mình biết. Cho nên thầy giảng nó rất là rõ và cụ thể, cho nên khi mà diệt thì phải dùng cái tri kiến của mình quán xét, đưa cái đề tài quán xét, tức là diệt. Nó thấm nhuần là nó diệt tất cả những cái tham sân si, ba cái dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu là do cái định vô lậu đó mà nó quán. Bởi vì nó vô lậu, cho nên ba cái lậu hoặc này không còn được nữa. Chỉ có cái định vô lậu là cái pháp nó diệt. Còn cái định chánh niệm tỉnh giác này, định niệm mà thở này, đó là cái ngăn, pháp ngăn. Cho nên mình nhiếp tâm chưa được, chứ mình nhiếp tâm được mình ngăn đâu được. Con hiểu cho nó ngăn rõ lắm vậy đó. Dạ, kính bạch thầy, mà có bữa nó khởi niệm nhiều đó, con chỉ lật ra cái cuốn Bát Quan Đại Giới, con chỉ đọc một cái câu vậy thôi, mà tự nhiên con chọn trong số các câu tác ý định niệm hơi thở mà kết hợp với định vô lậu, nó có một câu tác ý gọi là tâm không phải là của ta. Rất là nhiều, tâm không phải là ta, là tâm không phải của ta, là bản ngã của ta. Con chỉ chọn có một câu thứ nhất thôi, con chỉ tác ý nó một đổi rồi con bắt đầu con ngồi xuống con cắt ý thường chạy mất tiêu. Nó rất ngang, nhanh nó ngang nó ngang với chưa xả nó chưa xả nó sẽ còn tới. Con cắt ý trong lúc đó vào buổi ban đêm rồi con cắt ý như vậy á, thì cho đến khi mà ngủ dậy sáng dậy thì trong đầu con nó khởi niệm, mà không phải là khởi niệm của áo pháp, mà nó khởi toàn là cái niệm mà gọi là thiền pháp. Nó đi ngược cái niệm áo pháp hồi tối con giết nó. Nhưng mà bây giờ nó lại khởi cái niệm thức dậy, vừa thức dậy là đã có khởi niệm trong đầu rồi, nó khởi niệm trong tưởng thức nữa chứ không phải luôn là cả thức dậy. Mà tại vì con đánh nó nhiều quá mà tưởng thức cũng đánh nữa. Mà mẹ con dùng cái tác ý con đánh nó cho nên nó khởi lung tung. Dạ. Nghĩa là bây giờ nó đi qua thiện, nó đi qua ác, nó tùm lum đó. Tứ niệm xứ á, các con nhớ tứ niệm xứ thì niệm thiện không có gì á. Dạ. Không, mà tứ còn mà tứ chánh cần á, thì vì con đưa cái đề tài ra để mà con quán về cái đề tài mà định vô lậu á, thì đó là cái diệt của ác pháp, diệt ác pháp. Cho nên còn cái pháp mà định niệm hơi thở và cái định mà chánh niệm tỉnh giác á là cái pháp ngăn, cho nên nó đâu có ác pháp vô được, mà nó đâu có sanh thiện được. Nó cho nên không có, nhưng mà tới tứ chánh cần nó có thiện và ác rõ ràng. Ác pháp là nó đến rồi là do tham sân si nó ra đó. Còn thiện pháp nó có những dòng tư duy của nó, tức là nó dòng tư duy của định vô lậu. À, nó không có, mình diệt nó là như mình diệt cái định vô lậu thì không được. Cho nên trong tứ niệm xứ thì có niệm diệt mà có niệm không. Còn tứ chánh cần thì cái pháp nào diệt thì nó diệt, mà cái pháp nào ngăn là nó ngăn, chứ đâu nó rõ ràng. Đâu rõ ràng. Mà chỉ còn có cái bảo vệ của nó là để cho sau này nó giữ được cái tâm thanh tản là vô sự của nó, là pháp tứ chánh cần nó mới lòi cái mặt của nó của thiện pháp ra. Cho nên vì vậy mình tu mình ngăn và diệt đó, nó mới cứ hiện ra cái trạng thái thanh tản là vô sự. Khi mình ngồi lại mình tu cái thư giãn đó, cái định sáng suốt đó, nó mới hiện ra cái tướng thanh thản. Mà nếu mà nó không hiện tướng thanh thản thì ngay đó cái mình đưa cái đề tài định vô lậu vô, mình quét vô lậu nếu mà có niệm. Còn nếu mà cái thân nó bị đau đó, thì mình đưa định niệm vô hơi thở rồi mình quét cái thọ của đau. Mình tắc ý á, mình quét nó, mình an trú vô cái hơi thở thì mình tắc ý cho nó đi. Còn cái kia mình tắc ý một cái là mình ôm cái định niệm hơi thở, mình tư duy, mình quán
cái mình tắt ý cái đuổi đi, đuổi cái niệm về tâm. Hôm nay nó pháp nào ta có pháp này đủ trị nhau hết, ta ngăn ta diệt hết, thành ra nó còn lại cái thiện gì biết không? Cái thiện nó không phải niệm, mà cái trạng thái thanh thản là vô sự. Sau khi cái này nó thành hình được rồi, cái chân lý này nó rõ ràng rồi, bắt đầu mới tu tứ niệm xứ là mình giữ cái này, kêu là hộ trì chân lý á. Còn bây giờ chân lý mình chưa có, làm sao mình hộ trì? Còn ngăn còn diệt, còn đang đánh đấm đá nhau là sao giữ? Đánh công rồi nói trong tùm lum bên đây đánh bên kia đánh, nó còn tranh giành nhau thì đâu có giữ được. Cho nên mới gọi hộ trì chân lý. Hộ trì chân lý là cái chân lý đã lộ hình rồi. Cho nên mấy con mới tu thì cái chân lý chưa có họ, chưa có ló mặt đâu. Bây giờ nói thanh tạng lại, phải nói cho mấy con nhận biết cái sự thật ra. Chừng phút giây cái bắt đầu bị chúng giặt nó liền rồi. Nó chết tiêu nữa, nó đâu có sống được đâu. Mà cứ ngồi nó à, còn như cái đống rác con nói gì đó, ông nội rồi cái chân lý con nó bị dập hết trên cái đống rác, nó còn cái gì đâu nữa mà giữ gìn nó bảo vệ đó. Dạ, kính bạch thầy, mà trong lúc mà nhiều khi mà mình tăng lên cái phương pháp, các cái pháp mình tập đó, chẳng hạn như là chánh niệm tỉnh giác, hoặc là định niệm hơi thở, hoặc là thân hành niệm, hay là định vô lậu, thì tăng những cái pháp đó lên á, thì con thấy lại khi mình tập các pháp thì đương nhiên nó tăng lên thì nó phải có mệt hơn. Thì mình ngồi lại con giữ tâm lên thẳng đi, con nhìn cái gọi là hộ trì chân lý, con thấy nó đâu có, nó chạy mất mấy chị cô đang mệt mà nó đang tư giãn thôi. Bị tư giãn. Bởi vì tu đó mới mệt chứ sao tu mà tứ chiếc càng cũng mệt lắm. Dạ, mà là đánh đá rồi. Dạ, con thấy nếu mà mình tu như vậy ra thì mà giữ tâm thanh thản ăn làm cái sự thì đâu có thanh thản đâu. Còn thanh thản gì mệt, chớ ngỡ tâm ta đã mệt mà còn thanh thản gì nào. Con ngồi cứ thư giãn đó. Tâm thanh thản ăn làm cái sự, con vẫn xét cái tăng thanh thọ tâm pháp mình có thanh thản ăn làm cái sự. Con muốn trùng thể ở đường thở thì con thanh thản ăn làm cái sự cái chi. Bởi vì tôi tiến chân cần thư giãn, bảo thư giãn ra khỏe lại, do mà được nó khỏe cũng là may rồi. Trời ơi, bà thầy, con thấy hình như là trong con nó đang lộn xộn nhiều thứ. Thứ nhất đó là nửa chứ tính cần, rồi lại vừa cái tứ chính cần đến tứ niệm xứ, vừa tứ niệm xứ đến tứ niệm xứ nữa, cho nên đang lộn con tu nhiều thứ á. Dạ, đang lộn xộn cái chỗ đó. Đúng rồi, con lộn xộn. Lúc nào mà nó thanh thản á là mình nhìn được cái chân lý, mà lúc không có á thì mình lại đánh nó, mình đánh bất mệt quá, mình giữ chân lý không được, mình nói thôi không có chị tàn được, không có thành thản làm một sự gì hết. Cho nên không, cái điều của con tu tập đó là con thấy rất rõ mà. Cái thanh thản nó không có đơn giản đâu. Nó mệt như vậy đó, mình đấm đá nó hơi mệt quá, bây giờ thanh thản, bữa nó thanh thản rồi đâu. Dạ, nó không có. Nó đang mất tiêu rồi. Thành ra mình nhận biết được, mà nhận hiểu được như vậy đó, mình mới biết là bây giờ mình phải tu cái gì gì. Còn lần lượt con rút tỉa từng kinh nghiệm, con sẽ tu nó đúng được. Chứ không phải là mình biết cái giai đoạn mình tu cái gì, mà giờ này nó đang bị cái gì, mình tu cái gì. Chứ không phải nó cố chấp. Ví dụ như bây giờ nó thanh thản là vô sự được thì mình giữ. Thanh thản tu tứ niệm xứ vô vậy. Mà giờ thanh thản được, bây giờ thì tứ khác. Ô pháp. Không dạ. Phải cố chấp theo cái pháp. Không phải cố chấp theo pháp. Bởi vì coi như là tôi thuộc về lại du kích rồi. Nó không ở trong quân trường mà đi ra mà trường lớp đâu. Tôi đụng gì tôi bắn nấy à. Còn tôi không, tôi thua tôi xách tôi chạy. Còn tôi thắng được tôi làm. Tới. Có vậy thôi. Bởi vì du kích thì nó tập luyện tại chiến trường, chứ nó không phải là trong quân trường. Con hiểu không? Cho nên vì vậy mấy con là thuộc về lại du kích không? Du kích chỉ biết bây giờ giải bắn và vậy đó, rồi ra đó thì tự trường, tự bò, tự nứt như thế nào mà giặt nó bắn không chết thì thôi. Mà coi bộ không tán thì sẽ chạy. Chạy. Kính bà thầy, con cũng thí điểm một cái, cho nên bà thầy nếu tảng sáng á, vào khoảng 5 giờ thì thường thường là khoảng 4 giờ được đi á. Khoảng con tu khoảng 4 giờ là con đi kinh hành một nửa tiếng. Rồi khoảng 4 giờ rưỡi là con vào, con lại ngồi tiếp định niệm hơi thở, hoặc là tu theo cái giữ cái hộ trì chân lý thanh thản là của sự bà thầy. Thì có lúc thì nó rất tốt, mà có lúc thì nó không tốt như này công trình á. Nhưng mà thường thường á là khoảng 5 giờ đó đi á là mình tu quá một chập, có khi mệt quá là con nào nằm xuống. Nằm xuống thì con xem xét mình á thì nó không ngủ, giữ cho nó ngủ thì nó không có ngủ đâu. Nhưng mà khi nằm nó nửa tiếng hoặc một tiếng á thì thân thở mình cũng đơ ra như y là đã nghỉ. Mà khi ngồi dậy thì thấy con người mình nó không có còn tỉnh táo giống như là mình ngồi hoặc là mình đi trong những giờ đó mà thầy. Như vậy nó như thế nào mà thầy? Cái đó là mình phải biết rồi, mình tu tập cái pháp nào cho phù hợp để cho mình thư giãn cho nó khỏe lên. Nó được đó.
vẫn không có ngủ, nhưng mà sao nó cũng giống như là mình làm cho mình nó không còn tỉnh táo như mình ngồi. Thì mình phải nhắc mình, bởi vì nó có cái định cái đề mục của định niệm hơi thở đó, quán tâm định tĩnh tôi biết bây giờ, vì nó không định nó mới còn nó mờ mờ đó, rõ thì con phải dùng cái câu đó con nhắc, chứ còn cái câu đó nó làm con không rõ đâu. Con phải làm cho nó rõ, nó tỉnh thật tỉnh mới tu, chứ còn không tỉnh còn mấy giờ bảo nó ngủ đi, ngủ luôn chứ còn nữa là nó ngủ lên ngủ nhanh lắm, bảo nó ngủ luôn đi chứ còn mày làm cái kiểu này nó không có ích lợi gì hết rồi. Có ngủ được mày ngủ đi, mà lát nữa mày tu phải tỉnh, chứ thiệt tỉnh, chứ mà chơi kiểu này không được. Mơ mơ màng màng nó không có được, tỉnh là tỉnh thì tỉnh mà nhưng không mà tỉnh. Nhưng mà nhiều khi mình bảo ngủ thì nó không ngủ, nó trướng nghe bệnh trướng là bảo nó ngủ thì mày chết, mày nha phân giả đó mà. Bởi vì nhiều khi đó mình phải làm mọi cách thức, nếu mà thật sự nó ngủ mà mình bảo nó ngủ thì nó ngủ, mà nó không ngủ nó kiểu đó, mình thấy một lúc mà mình bảo nó ngủ mà nó không chịu ngủ, nó còn đứng dậy còn ôm pháp thân hành niệm cũng đi, thì chết ra mới tỉnh luôn cho mày tỉnh luôn chứ mày khỏi. Còn mà ôm pháp thân hành niệm chừng một tiếng là nó tỉnh quay rồi chứ nó không đợi được đó, vậy đó cho phá cho luôn cái khoảng mấy ngày nay đó thì con ôm thân hành niệm cỡ khoảng cứ không đi nhiều đâu, con đi cũng khoảng 1 tiếng à. Còn lúc buổi sáng thì đi cỡ nửa tiếng thôi, chứ con giữ cái mức vậy thôi. Nhưng mà nó vẫn phá ngủ rồi thầy, tới giờ thì con không có ngủ khi thời đâu. Nó vẫn tỉnh táo tốt thôi, nhưng vẫn có những cái hiện tượng vậy xảy ra thôi. Chứ còn khi ôm thân hành niệm thì 1 tiếng là nó tỉnh như queo rồi thầy. Tăng lên 1.5 đến 2 tiếng thì nó chết nhất. Nó tỉnh luôn á, nó hết ngủ rồi thầy. Nó mê thì có, nó mê thì tôi cho nó ngủ, mà nó không ngủ được thì cho nó tỉnh luôn. Con cứ dậy mà để cố nó cho nó sao. Rồi còn bằng con á. Thầy thầy cho con xin vấn hỏi một tí nơi chỗ cái định niệm hơi thở. Cái 5 phút là mình hít vào tôi biết là 5 hơi tôi hít vào, tôi biết tôi hít vào thở ra để tôi thở ra. Nhưng mà 5 cái hơi mà thư giãn của mình là thở ra nhẹ nhàng và bao nhiêu. Cái cô hít ra thở ra nhẹ nhàng mình ra cái hít có được không ạ? Mình tắt ý từng hơi thở là sao vậy? Mình tắt ý là coi tâm thấy là đã lạc vô sự, đây là coi những ngăn án triệt án pháp, mình tắt trong cái hơi thở là có được không? Cũng được, nhưng mà điều kiện là nó 5 hơi thở đó để cho tự nhiên, để mình nhiếp trong tâm cho được trong 5 hơi thở đó. Mình tắt ý thì mắt mình nhiếp trong cái tắt ý, nó hai hàng, vừa hơi thở mà vừa tắt ý. Cho nên trong khoảng thời gian mà con tắt ý là gì mà con biết từng hơi thở của mình để mình tắt ý, để mình xả ly cái gì đó mình chủ động á, thì mình tắt ý quán ly tham, tôi biết tôi hít vô quán ly tham, và con hít vô thở ra thì con lại tắt ý nữa, hít vô đó là cái mục đích con để ly tham sau chi. Còn cái này nó có không, cái này thì con phải cách thức con tu hiện bây giờ, con biết con đang ở cái vai trò tu cái hơi thở này á, là nhiếp tâm trong hơi thở chứ không phải nhiếp tâm để xả tâm, mà mình phải rõ nắm cho vững á. Thì bây giờ nhiếp tâm trong hơi thở là phải nhiếp cho được trong hơi thở, cho nên hít vô tôi biết tôi phải vô, thở ra biết tôi ra, rồi con hít vô thở ra trong 5 hơi thở để lắng nghe 5 hơi thở đó cái tâm mình có nhiếp được hay không. Nếu mà nhiếp được thì nó không có niệm gì vô hết, con hiểu không? Mà nhiếp không được thì nó có niệm xẹt vô thì tôi phải nhiếp trở lại cho được, mà cũng 5 hơi thở. Cho nên con tiếp tục, mà giờ nhiếp được thì con tiếp tục nhiếp, cứ nhiếp kế cho đến khi đúng giờ con sẽ nghĩ là mình đã nhiếp được cái 5 hơi thở, cho nên không tắt ý một câu nào khác vô trong này. Còn khi mình dùng cái hơi thở này mà để tắt ý, để mình xả tâm á, như quán ly tham, quán ly sân si, hoặc là giúp cho cái thân mình an tịnh, nó đừng đau á, thì mình tắt ý một câu khác, thì thường xuyên mình tắt ý theo cái câu, cái hơi thở của mình tắt ý để cho nó ly cái đó, thì nó phải tắt ý theo cái hơi thở. Còn không á thì coi như là nhiếp, cái phần nào là ra phần ấy, nó rõ ràng. Thầy thấy là con cho con hỏi tí là quý là mình đang định niệm từng hơi thở nó một, và trong một thời gian mới được 10-15 phút thì có một cái gì nó xẹt lên, thì coi như mình là mình xả hay là coi như là mình tác ý để cho nó qua? Không có, mình không có tác ý cho qua đâu, nó xẹt vô cái là bắt đầu giờ không biết không nhớ gì. Tao ngồi để tìm coi mày hồi nãy mày xẹt cái thứ gì vô đây, cái mình suy nghĩ coi hồi nãy bây giờ mày chở cái niệm này là ái cái sử, mày nhớ chùa hả? Được rồi, tao đưa cái đề tài ái cái sử này ra, tao quán được diệt là coi như là chút xíu công việc đó. Con đưa cái đề tài nó thành cái định vô lậu rồi, chứ con không ở trong hơi thở nữa đâu nha. Quán cho đến khi mà hết giờ, hoặc là nếu mà còn giờ con quán xong, mà còn giờ con quán xong rồi con tắt ý chứ. Còn giờ tiếp tục con tu hơi thở trở lại. Bởi vì lúc bây giờ là lúc mấy con còn câu hữu với các pháp khác, kết hợp với các pháp khác để mà diệt hết tất cả những ác, để ly dục, để ác pháp hết đó.
hễ cái dục mà khởi vô, cái ác pháp khởi vô là sử dụng pháp tứ chính cần quét ra, câu hữu pháp này câu hữu pháp kia đủ thứ hết. Hãy vừa buồn ngủ là câu hữu luôn cái pháp chánh niệm tỉnh giác, đứng dậy đi kinh hành liền, nó không có ngồi đó đâu. Kết hợp thầy đây là hình như là bị tưởng thức kẹt mà thầy, ánh sáng nó kẹt. Ánh sáng hả? Dạ phải ạ. Thì bài thầy là bây giờ như con đang còn quán hơi thở này, tự nhiên là có như thấy nó ngưng một phát lên hơi thở của mình, rồi là có như là nó chật đầu một cái như trên áo của mình, thế là có như là nó chân gì nó muốn kẹt đến mà thì là có như là còn cái đó là cái đó là mà mình tắt ý ngay lại cho nó bình thường con, tắt ý ngay lại mình tắt ý cho cái thân mình bình thường, thân phải bình thường, không có xẹt, không có động ở trên đó được, phải bất động. Con nhắc nó vậy rồi cái con giữ lại hơi thở, bởi vì nó có cái hiện tượng đó mà nó không phải là niệm, nó chỉ một cái động nào ở trên đầu con thôi, con thấy như nó có cái phát ra cái động nào đó. Lại thầy, từ hôm con định niệm hơi thở đến bây giờ thì không có một cái gì mà nó thuộc về hệ bên ngoài nó phản ứng vào, ví dụ như luồng phản xạ hay là một cái gì mà nó đến, nhưng mà gọi lại là gọi như tình phản đó. Trên óc của con nó gọi như là đang còn bình diện thì gọi như có một cái chớp gì nó đến, cái chật gì nó đến trên đầu một cái, hay là nơi chỗ mà mí mắt hay là nơi chỗ miệng. À, cái đó là con bảo dừng lại bình thường, không có giật, không mí mắt, không có nhái, không có giật, không có nhái. Chứ không mình ngồi yên, nó giật, hoặc là cái miệng nó méo méo qua, kéo qua con thần. Thì như vậy là bảo dừng. Đều không có được mà như vậy. Còn tác ý cho nó dừng lại, sau đó nó bình thường hết. Bởi vì Phật có cái pháp tác ý hay lắm mà. Tứ trị hả? Cái gì mà nó tứ trị được? Con hai con hỏi thầy câu là thầy, nếu chẳng hạn như mà một câu, một cái thở ra, một cái thở vào là mình tác ý một lần được không thầy? Được ạ. Nếu chẳng hạn nhiều niệm nó xen quá, à, dùng một câu tác ý, mình vừa thở ra, thở vào, tác ý, thở ra, thở vào, tác ý, liên tục nha. Liên tục, hoặc là mình dùng mỗi hơi thở mình tác ý, hít, thở, thở, hít, thở, hít, thở cũng được nữa. Bởi vì nó vô ào ạt quá. Một lần mình có tác ý từng cái hơi thở, hơi thở hít vô ra, chứ không phải là hít vô ra rồi tác ý, đó là còn ít rồi. Nó gặp khó là nó còn gặp khó bất cứ câu nào cũng được mình hả? Câu nào cũng được. Một cái câu đó chừng cả 15 phút con cũng có làm, 15 phút, 20 phút rồi nó cũng chạy mất. Nó chạy mất. Bởi vì nhờ cái tác ý kìm với cái thân hành của mình, cái hơi thở. Và thầy, theo con nghĩ cái phương pháp tu tập của con đó, nếu mà chuyện gì xảy ra còn chỉ ôm giống như thân thành niệm là nó chạy mất à, còn thở ra thở vô một hơi thở như vậy bạch thầy dạy đó thì nó không chạy liền à, sao nó thân thành niệm nó chạy nhanh lắm, còn mấy cái khác thì nó cứ lường lường nó bị nó kìm với cái pháp tác ý coi, nó kìm với cái pháp tác ý thành nó vô không có được, nó chạy mất à. Nó bị nó chặt quá, nó kiên cố như cổ xe đó mà, nó như thành căn cứ địa rồi, con nghe cái bài pháp thân thành niệm cái phần kiên cố như cửa xe, trở thành cái căn cứ địa, giặt làm sao vô được cái căn cứ địa đó. Cho nên giặt làm vọng tưởng hoặc là thọ nó đánh vô không được, cắn nát qua hết. Cắn luôn. Không có cần tác ý gì cái pháp đó đâu mà cứ tác ý cái thân hành nó mà nó cắn nát luôn hết. Cắn nát hết rồi. Tới đó là pháp, đó là cái pháp nó diệt hết các ác pháp hết. Nó khởi điểm lung tung, con chỉ hét lên vài ba lần vậy, nửa tiếng chưa tới đâu, 15 phút, 20 phút là hắn chạy mất. Thầy, hình như nó đã sợ thì con vừa hét lên mấy cái là nó biết cái thứ đó là thứ cao xạ rồi. Chạy liền. Pháo nó phát là tiêu. Còn đó mà tán công nữa thôi mình chạy đó. Rồi, rồi, cầm chồng lấy thầy đi. Dạ, thầy cho con hỏi, con đang tu mà hơi thở mà con tu được khoảng thời gian thôi, nhưng mà con không có biết là 5 phút tác ý là 5 hơi thở tác ý là thầy ơi, nhưng mà con theo dõi hơi thở á thì con cảm thấy một khoảng đó, con tác ý một khoảng, con tác ý nhưng mà con tỉnh thức lắm, không có niệm xen vào, rồi mà nó đau lưng mới, nó đau chân đó thầy, để coi mình làm sao mà xả ra. Xả ra nhưng mà vẫn là theo dõi hơi thở này. Rồi khi mà con đang tu cái định sáng suốt á thì nó có niệm xen vào thì con kết hợp với định vô lậu là con đuổi đi. Vậy được rồi, con quá thông minh rồi. Vậy tốt. Bởi vì cái sự tu tập mà biết thiện xảo khéo léo vậy đó, mình sẽ ngăn về diệt ác pháp rất dễ. Còn cái định niệm hơi thở mà con tu vậy, con không phải cần đếm năm mười hơi thở thỉnh thoảng. Con là tác ý. Bởi vì đếm năm nó bắt bận tâm mình đếm. Nó cái giai đoạn đầu thì người ta đếm, sau này thì người ta không được. Nhưng mà người ta thỉnh thoảng người ta tác ý. Đó là mình thấy nó an trú được. Thế đó là con đã an trú được. Còn khi mình chưa an trú được đó, thì mình còn phải đếm. Vậy mà đếm chứ nó còn siêu vô. Bà thầy, nếu mà khoảng một thời gian đó, mình tác ý bà thầy, khoảng một thời gian mình tác ý nó có ảnh hưởng gì không bà thầy?
khoảng thời gian ta ý mình cứ canh chừng thôi, nó không canh chừng thôi, mà không điều. Mình điều không điều mình cần không cứ cứ mình chừng mình nhớ được 5-3 hơi thở mình nhớ được thì mình ta ý, chứ không phải đợi 10 hơi thở à, hoặc là 20-30 hơi thở kệ mình cứ hỏi mình muốn ta ý là mình ta ý, nghĩa là mình trong bụng nó lo là nếu không tác ý thì ba cái thằng vọng tưởng nó vô tụi mình tác ý. Nó có nghĩa là nó cảnh giác vậy thôi, cho nên mình không cần phải đếm được khoảng thời gian nó căn cứ nó năm hay là mười hơi thở. Như vậy là lúc đó tâm nó bám rồi, hơi thở nó bám rồi, nó bám được an trú rồi, an trú rồi con mới làm được chứ không an trú không an trú. Con thấy hôm qua thầy ơi, tại con ngồi bữa nay ngồi được 40 phút mà con không có cái niệm nào vừa vào lại tỉnh thức hết tức luôn. Nó an trú tức là an trú được trong cái tâm hành con này. Tốt rồi, con ráng tập tiếng tập tiến tới được, sau đó là cái nó an trú được rồi, sau đó nó đẩy lui được bệnh, mới tu tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ bởi vì khi mà có cảm thọ gì đó mình an trú cho được rồi, bắt đầu đẩy lui rồi thì mình đẩy lui được cái chướng ngại pháp ở trên thân rồi. Rồi bắt đầu bây giờ như vậy là về tu đi con. Dạ. Nhưng thầy ơi, ví dụ như cái pháp mà định niệm hơi thở này 18 đề mục đó thầy, ví dụ như con đang tu cái đề mục đó là cảm giác toàn thân biết tôi biết vào á, cảm giác toàn thân biết tôi thở ra, nhưng mà con cảm thấy trong cái thân của con nó không có an được á, cái con quay lại con tác ý là an tịnh thân hành được không thầy? Được, đặng cho nó an tịnh rồi. Dạ. Mỗi lần con hít vô thở ra, con cảm thấy toàn thân con nó an tịnh, nó dễ hơn là con nói suông không? Dạ. Nó có cái trạng thái an an ổn của nó thì nó dễ nhiếp tâm được, an trú được. Bạch anh thầy câu nữa, bạch thầy chẳng hạn như mình dùng cái câu pháp hướng qua câu hỏi đó, an tịnh tâm an tịnh mà thân như nước á bạch thầy. Như vậy mình có cần dùng cái pháp tưởng để có mà của mình nó ra không? Có mà dùng pháp tưởng là mình phải thư giãn cả đưa ra. Rồi cái thân lúc đó mình giống như nó mềm xuống đó bạch thầy. Nó mà nó nhụn mà giống như có cái gì nó ra đó. Đó thì đó là dục tưởng rồi đó. Như vậy nó đẩy lui, đẩy lui tướng ngại, tướng ngại pháp trên thân mình đó. Yeah. Nó mau lắm con. Dạ, yeah. Con thấy những cái lúc mà con đi mà nó mệt á, thì con dùng có những cái loại, thứ nhất là dùng cái câu đó. Thứ hai là an tịnh thân, tâm mà không được khỏe thì an tịnh tâm. Mà thứ một cái cuối cùng nữa là với tâm vậy thôi. Để cho nó nó cũng làm hết bệnh bên thân. Bệnh. Thì có đúng như vậy không? Đúng rồi con. Nó làm cho thân tâm mình nhiệt dễ thôi. Dạ, đó là cái mục đích của những cái đề mục mà Đức Phật đưa ra, đó là mục đích để giải quyết đó. Dạ. Khi mà con ngồi để vậy con thấy cái thằng nó nhũng mà giống như nó không có nước chảy ra, nó thẳng vậy này mình tưởng nó luôn. Cái nó phùng phùng mà hình như có cái gì nó ra. Một thời gian nó ngắn là tự nhiên mình thấy được khỏe. Phải là không còn bệnh. Nó không còn đau. Dạ. Mình dùng tưởng đẩy lui nữa, để dùng thêm đã dùng được thư giãn mà còn dùng tưởng đẩy nữa thì nó mau chứ. Cái đó là đúng rồi, con không sai đâu. Có lần mà con bị tức cái ngực nó nặng, có nhiều hoặc là nhiều thở là dùng nó hết rồi nè. Anh thầy cho con hỏi chứ, trong cái định niệm hơi thở là có 18 đề mục ở đây. 18 đề mục có ai trong sách thầy có dạy ạ? Có. Thế về nhà mình quán chiếu và mình tả ký là trong 18 cái đề mục đó là mình trong cái hơi thở của mình vẫn được ạ? Được con. Bởi vì coi như mình muốn sử dụng cái đề mục nào cũng được hết, nhưng mà nó phải đúng cái trường hợp là trong thân mình bị chướng ngại gì đó mà sử dụng cái đề mục đó để đi lui cái chướng ngại đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin bạch thầy, còn mấy ngày nay con cố gắng chịu đọc thư tu, thì nhất là những cái lúc mà nghỉ trưa đó thì con nghỉ rất ít, nó tự nhiên khoảng thời gian khoảng 20 phút đến nửa tiếng là bắt đầu nó thức giấc dậy và tâm nó sáng suốt tỉnh lại được, bừng tỉnh lại được, nó không có cái nào là tỉnh giác. Dạ, sáng lại được, chưa được thấy. Ví dụ như tối cũng vậy, thì trong khi ông dậy ngủ là khi mình thức dậy giấc dậy là nó nằm tỉnh queo, nó sáng suốt lại được. Hoặc là ban ngày những lúc con ngồi thì tỉnh thấy tâm nó sáng, không có chưa được thấy, sáng nó lại được. Tỉnh giác. Thì nó có triệu chứng thì con có cái sự tu tập có lại tiến bộ hơn một chút. Kính bạch thầy, thì con xin trình thầy về vấn đề trên cái thân thọ tâm pháp của mình. Thì khi mà cái pháp nó đến thì mình phải dùng tất cả các câu tác ý để mình tác nó hay sao bạch thầy? Câu tác ý. Tác ý này như thế nào? Tác ý một tướng khác của một cái tướng đó. Ví dụ mình tác ý nó mình có thân bị những ác pháp nó tác động, nó đau, nó nhức chỗ nào
hoặc là cái tâm mình nó có cái trạng thái gì, nó phiền não, hoặc là nó có nhớ thương, hoặc là nó nghĩ ngợi cái gì tào lao, thì mình tác ý một cái tướng khác của cái tướng đó đó, thì nó sẽ đuổi cái tướng kia đi. À, trong cái bài song tầm Đức Phật nói cái tầm ác thì dùng cái tầm thiện mình đẩy đi, thì như vậy là mình sẽ một lần không đi, hai lần, ba lần đi không. À, rồi mình nếu mình tác ý thì mình an trú vào thân hành, tức là cái chánh niệm, thân hành niệm á, tức là mình an trú vào cái hơi thở của mình, thì mình tỉnh toán mình tác ý, thì coi như là lấy cái bài mà của Đức Phật mình đối trị bệnh á, thì Đức Phật phải chánh niệm tỉnh giác, tức là chánh niệm tỉnh giác trên thân hành của mình, rồi sau đó mới tinh cần tác ý đuổi tất cả những chướng ngại khác. Họ thì làm vậy thì cái chướng ngại gì mà ở trên thân con á thì con cũng đẩy lui hết. Không có còn mình ra lệnh đó, mình ra lệnh đó, ra lệnh bảo đi đó, ra lệnh không được thì mình bắt đầu mình mới áp dụng trong hơi thở hoặc là đó vậy đó, mình ra lệnh rồi cái mình nương vào hơi thở, tụt lên ra lệnh nương vào rồi để cái sức mở trong hơi thở an đúng hơi thở nó có cái lực nó đẩy. Chứ còn mình nếu mình ra lệnh không thì nó không đẩy nổi. À, mình ra lệnh nó rồi thì mình trú vào chỗ cũng như mình tựa lưng vào cái điểm tựa trong chặt, bắt đầu nó đánh mình cũng được. Nó bắt đầu mình ra lệnh nữa, mình tựa lưng nó, mình chịu ở trong cái chỗ hơi thở của mình đó, thì nó đẩy mình không được đâu. Còn không mình không có tựa đó, nó đau quá bọn này kia cho mình thua. Bám vào hơi thở. Phải bám vào hơi thở, tắt ý rồi bám vào. Hay quá. Đẩy rồi dựa lên. Cũng như mình có, bây giờ ví dụ như mình đẩy cây, cái rồi mình chêm cái đội, cái cây nó không lăn lại. Rồi mình đẩy tới nữa, cái mình chêm nữa, cứ vậy mà chích tới qua. Nó bay luôn. Cái này hay quá. Cái thức đó cũng một phần vậy. Cho nên tinh cần, chánh niệm tỉnh giác mà lại tinh thần. Chánh niệm tỉnh giác đó, thì mình nương vào hơi thở là chánh niệm tỉnh giác rồi đó. Bây giờ tinh cần là tắt ý. Không, tác ý rồi cái kê đậu vô để chim đó đừng tuột lại, kê đậu vô cái gì tức để bài nữa. Thế luôn hả? Bởi vì biết cách rồi thì nó hay lắm. Cái gì cũng bài. Kính bạch thầy, thì khi thầy nói về quán trên bốn cái thân họ tâm pháp thì như mấy đợt trước mà con nói rằng nó có nhiều ác pháp á, thì con cũng quán, con thấy đó, thì thật sự ra quá nhiều ác pháp rồi. Xung quanh mình quá nhiều, chẳng hạn như khi cái thân mình nhức mỏi, tức là cũng là ác pháp rồi, đau trong đó cũng là ác pháp. Rồi hoặc là thọ khổ cũng là ác pháp rồi, đó là thọ rồi. Thọ. Rồi tâm mình mà bị không nhập cũng là ác pháp. Cũng ác pháp. Dạ. Rồi mũi mồng ác pháp bên ngoài. Ác pháp bên ngoài. Nó lại bay vô nó cắn. Cho nên bởi vậy là tâm đã không nhập rồi, rồi thọ lại đau, thân lại mỏi mệt. Thân thọ tâm pháp đều bị ác pháp hết. Bị ác pháp hết. Như vậy là mình bị nó xâm chiếm hết. Nó xâm chiếm. Quá đau khổ như là sao mà chịu nổi. Và nhiều lúc con quá xét đó, thì muốn gìn giữ được cái chân đế thứ ba của Đức Phật này không phải là dễ. Bởi vì nó mới hộ trì chân lý đó. Gìn giữ nó để cho mình phải chứng đạt được cái chân lý, tức là phải sống ở trong cái trạng thái đó. Nó thực tế mà nó cụ thể mà nó khó làm chứ không thể gì đó. Bởi vì trên bốn chỗ này nó cứ tác động hoài, cho nên cái chân lý thứ ba nó bị mất. Chứ nếu mà nó không bị tác động như vậy, cái chân lý thứ ba không mất thì mình chứng đạt. Hay với Đức Phật nói mình chứng, mình ví dụ như mình hộ trì chân lý được hộ trì, bây giờ cái mặt của thanh sản nó lộ cái mặt ra rồi, thì bây giờ nó đầu tiên đó, thì mình hộ trì chân lý mình mới biết thôi, nhưng mình dùng pháp mình tu tập để cho mình hộ trì cái chân lý cho nó hiện ra. Bây giờ chân lý nó được kéo dài, nó hiện ra rồi, bây giờ chân lý mới được hộ trì. Con thấy cái câu Đức Phật dạy rõ ràng, bây giờ đó mình mới biết chân lý rồi, bắt đầu mới giữ nó được. Còn hồi đầu mình chưa biết đâu, mình ôm pháp để cho nó có cái trạng thái thanh thản. Rồi khi mà trạng thái thanh thản nó có với mình tự nhiên cháu bị ức chế, mình mới giữ nó được. Chứ giờ vô mình giữ thanh thản mình bị ức chế. Mình giúp chế, cho nên đầu tiên thì mình hộ trì chân lý, sau đó rồi chân lý được hộ trì, rồi mới chứng đạt chân lý. Nó đi từng bậc đó. Chứ không khéo mình lầm nữa, mình sai nữa. Thầy đòi hỏi thời gian nhiều lắm bạch thầy. Bạch thầy nói lại giùm con cái mà mình dùng cái nương vào cái hơi thở nè, mình dùng tác ý xong nè, xong cái mình dùng nương vào cái hơi thở. Nương vào cái hơi thở xong bắt đầu cái rồi mình phải dùng tác ý là mình đẩy nó. Đẩy nữa. Yeah. Rồi nương vào hơi thở nữa, coi như là mình hơi thở đó là mình cái con đội mình kê đó, kê để cho nó đừng có tụt lại.
mình dựa lưng nó để mình đẩy, rồi bắt đầu mình đẩy rồi cái mình dựa lưng lại, chống lại, cho nên cái bệnh nó càng ngày nó đẩy ra, cái chứng ngại pháp nó đi ra chứ không có vô. Như vậy là bạch thầy, cho nên thầy dạy mỗi người mà họ tập cái niệm hơi thở đó, khi mình tập cái định niệm hơi thở là thầy dạy cho nhiếp tâm là như vậy đó. Như vậy đó bạn, đó cái cách thức đó để mà đẩy lui chứng ngại, chứng ngại pháp trên thân thọ tâm pháp. Bạch thầy, chẳng hạn như trong cái ba cái câu của thầy dạy cho con này, chẳng hạn như là câu là an tịnh thân, an tịnh tâm và với cái quán tâm định tĩnh á, thì mỗi câu cái vướng điều nó là khác nhau. Nhưng mà khi mà nó an trú vào tâm á, khi mà con dùng các cái câu con an trú vào thì con thấy nó cũng là nó bám chặt vào cái hơi thở thôi. Thì nó có cái kết quả gì nữa bạch thầy? À, nó có theo kết quả, mỗi kết quả là mỗi cái tác ý. Ví dụ như bây giờ đó, con nhắc an tịnh thân hành tôi biết mới vô an tịnh thân hành đúng, thì nó mục đích nó để nó an trú trong cái thân của con thôi. Nhưng mà trong đó nó có cái tâm con cũng có an trú nữa chứ không phải con, nhưng mà cái chính của nó là cái thân. Và rồi bắt đầu bây giờ con thấy cái tâm con bị chướng ngại gì đó, con mới an tịnh tâm hành tôi biết tôi vô an tịnh tâm hành tôi biết tôi ra. Thì trước khi mà cái tâm con bị động hay cái thân con bị động á, thì con sử dụng theo cái đề mục đó để nó con đưa vào đó, thì nó là chính. Cái tâm đó lúc bây giờ nó chính, nó an tịnh chính, chứ không phải là cái thân nữa. Nhưng mà trong đó cái thân có an lạc, có cái thân trong đó, nhưng mà chính cái chỗ mà cái tác ý đó nó chú ý vào cái chính của nó là cái tâm, chứ không phải là cái thân. Mà chính cái thân, cái tâm nó đang bị cái chướng ngại. Cũng như bây giờ cái thân con đau nhất, thì chính cái thân của con đó, nó mới là chính cái chính của nó. Và cái câu tác ý an tịnh thân hành đó, nó là chính. Cho nên bây giờ con tác ý cái cảm thọ như cái thân con nhất cái đầu, con thọ là vô thường, cái đầu nhất là phải đi. Thì lúc bây giờ đó con mới an tịnh thân hành tôi biết mới vô, con dựa vào cái hơi thở mà con tác ý bảo nó an đó, thì con ở chỗ đó con chịu đựng với nó để cái tâm con nó không bị dao động, phải không? Mà tâm không dao động thì cái nọc cái sức đề kháng của cái thân con nó mạnh lắm, còn đẩy cái đó ra nữa. Mà giờ nó con đã đẩy mà nó đẩy chưa hết thì con còn thấy nhức cái đầu nữa, thì con tác ý thọ là vô thường, cái nhức cái đầu này mới đi, con tác ý một lần nữa rồi bắt đầu con mới an tịnh thân hành tôi biết mới vô. An tịnh thân hành tôi ra thì con tựa lưng vào cái hơi thở, con tựa lưng vào hơi thở như con đội mà kê cái cây không có cho nó tuột lại nữa, nó tuột lại cho nên vì vậy mà cứ riết hơi cái tâm con nó bất động cái tiền tha cái cảm thọ này đi được đúng luôn. Mà thầy thì con tu tập thì có lúc con thấy như thế này là có phải như cái câu thầy dạy hồi nãy không? Khi mà mình hướng câu an tịnh thân rồi hoặc là mình hướng câu an tịnh tâm thì đầu tiên thì nó đẩy luôn những cái điều đó theo cái việc chính cái thầy dạy này. Nhưng mà đến một lúc nào không còn nữa thì an tịnh thân và an tịnh tâm nó cũng vẫn nằm trong cái bám trụ cái tâm bình thường trở lại, nó không có vấn đề gì nữa. À bây giờ thân giống nhau. À nó giống nhau. Bây giờ nó trụ lại nhưng mà trụ rất một cách nhẹ nhàng, và hồi đó nó bám thấp chặt. Hồi mình đẩy bệnh nó bám cho thật chặt. Còn cái hồi mà nó khi mình hết đau rồi bắt đầu nó chỉ thấy nó nhẹ nhàng với phới phới hơi thở ra vô, không có bám chặt. Tức là thanh tản an lạc vô sự, tức là tâm định trên hơi thở. Chứ nó không phải là nó không biết hơi thở đâu. Nhưng mà thấy nó siết vô chặt như hồi mà nó bám vô để đẩy bệnh á, thì tức là mình phải nhắc tâm thanh tản an lạc vô sự, không có bám vô hơi thở nhiều. Chứ để không nó quen nó siết vô, nó nhiếp vô, nó nhiếp chặt ở trong đó. Dạ, nó cứ nhiếp vậy thôi. À, mà để cho nó tự nhiên nó thấy hơi thở ra vô vậy đó, thì mình để tự nhiên thì nó không nhiếp vô. Nó tức là nó biết hơi thở ra vô, nó định trên hơi thở thôi. Thì nó là thanh tản an lạc vô sự đó. Chứ không có gì. Ủa cái này nó quan trọng lắm đó, chứ không kéo. Dạ, okay. Con kéo là nó bị dính trong định này hơi thở. Dạ. Thì con thấy đó, giữa mình an tịnh thân, an tịnh tâm xong, bắt đầu là nó hết rồi. Đầu tiên hướng thì nó làm theo cái mục đích là an tịnh thân hay là an tịnh tâm. Sau một thời gian trở lại bình thường, thì con mới quán xét lại hai cái này cho nó giống nhau. Thì giống nhau là giống cái điểm là sau cùng là nó hoàn thành tất công việc của nó rồi. Làm tới công việc nó, bây giờ nó định lại hơi thở, nó nằm nhẹ nhàng ở trên đó, nó thanh tản. Dạ. Không có gì. Bởi vì nó bao giờ cái tâm á, thì nó định, nó cũng phải định ở trên cái thân hành của nó thôi, chứ nó không có định ở trong một cái im lặng được. Cho nên buộc lòng nó phải thấy nó đỡ ra vô ra vô, nhưng mà nó không quá là gom. Lưu ý nó gom chặt như hồi đó, hồi mà bị đau đó, con cố gắng con gom cái tâm, con nhiếp tâm vô trong hơi thở thì siết chặt để cho nó cái cảm thọ con nó sẽ nó mới phá mới được. Thế còn cái cảm thọ nó có cái lực đó, nó làm cho cái tâm con cứ bám vô cái cảm thọ, phải không? Bây giờ mình lôi cái tâm mình ra bám vô hơi thở. Bám hơi thở cho nên mình tựa lưng hơi thở vậy, cái nó cái do nó tựa lưng chặt quá cho nên vì cái tâm mình nó không rời ra được, cho nên cái cảm thọ không có lôi ra được, do đó cái cảm thọ nó bị đẩy luôn. Đẩy luôn đi xong rồi là nó lại bám vào hơi thở mà cách nhẹ nhàng. Dạ.
Bạch thầy, có hai cái khi mà con tu với số đếm á, trong một phút cái đếm á, rồi ta ý đó, 12 hơi thở đó, với cái con đệ tự nhiên, thì tự nhiên thôi, nó cũng bám hơi thở mà con đệ tự nhiên, thì mình vừa đếm mà vừa tác ý nó cứ một phút mà mình ta, thì cái này nó bắt chặt hơn là cái bên này của thầy. Đúng rồi. Bởi vì khi mà con bị cảm tọa đau đó, thì con vừa đếm mà con, bởi vì nó làm cho con phải tập trung rất cao trong hơi thở để nó đẩy lui cái cảm tọa, con hiểu không? Mà khi mà nó không còn cảm tọa nữa thì con tu tứ niệm xứ đó thành tan là gì, thì để cho nó biết hơi thở mà con không cần đếm, con đếm nó xiết vô rồi, đếm nó xiết vô rồi, tức là con đi vào trong cái định niệm hơi thở rồi. Còn cái này con không có ở trong hơi thở, định niệm hơi thở, nhưng mà tại vì nó thanh tản là vô sự thì nó phải biết hơi thở nhẹ nhàng. Nó biết hơi thở. Lúc đó mình cũng tác ý nhẹ nhẹ. Nhờ mình tác ý nhẹ nhẹ chứ tác ý mạnh nó cũng bị sốc nữa. Buông hơi thở ra nó không buông mình thành. Nó buông ra bắt đầu nó ra ăn đỏ lên cơ thể. Thì coi như là khi mà mình dùng cái tâm mình quan sát bốn chỗ thanh đò tâm pháp ấy, thì nó buông cái hơi thở ra. Buông ra nó không thấy đâu. Nó bắt đầu cái mình để cho nó trở lại thanh tản thì bắt đầu thấy cái nhịp hơi thở. Nó chạy vô lại rồi. Trở lại. Nhưng mà nó đi nhẹ nhàng lắm. Nó chạy vô một chập rồi á. Nó chạy vô một chập cái con để yên vậy là bắt đầu nó bám tiếp. Nó bám chặt lại mình thôi. Bám chặt lại mình mới tác ý nữa đó. Bởi vì bây giờ nó hay bám vô nó quen với hơi thở. Thành ra mình khéo để lôi nó ra. Nó đừng hỏng hơi thở. Cái nhẹ nhàng. Bạch thầy, con cũng bạch thầy một cái nữa này. Là khi mà con đang đếm cái hơi thở đó. Từ một, trong một phút mà mình đếm đó. Như hơi thở con là từ 1 cho đến 12. Thì nếu mà tu mà không đếm á, thì lâu lâu tắt ý thì cái đó con nói cho tu lúc mà đang đếm. Thì lúc mà thật sự bình thường á, mà tâm nhiếp tâm cho thật á, thì vẫn đếm rõ ràng. Nhưng mà vào lúc mà những lúc khuya đó, tự nhiên đếm á, tự nhiên trong lúc mà đang đếm, tự nhiên mắt niệm giống như là không lọt vào chỗ không, không còn nhớ gì hết. Rồi lại mình đếm ví dụ như tới số 8 rồi mà tự nhiên nó hụt, mình chẳng biết mình đếm tới số mấy, vừa là bị cái gì vậy, vô ký, cái vô ký nó quên. Quên tức là thiếu đấy. Tỉnh đó, thiếu tỉnh giác rồi đó, thiếu mất cái sức tỉnh rồi. Lúc nó lọt ra trong tràm mà nó chưa phải đâu, nó vô ký chứ chưa phải không tràm đâu, mà nó vô ký nó quên. Như vậy mình cách khắc phục rồi ta. Khắc phục đó, trước khi mà nó báo cho con cái tình trạng vô ký đó, nó có cái trạng thái a. Mà khi mà nghe cái trạng thái nó biết là sắp sửa vô ký, con nắm hai bàn tay chặt lên vậy nè, con có để vậy không, con nắm lại. Nắm gầm hai cái cánh tay con lên, cái nó đi qua nó không có vô ký. Cái gầm nó lọt, nó lặn mắt á. Nó quên rồi, không biết giờ nãy mình đếm tới số mấy rồi. Nó chỉ có một chút xíu thôi. Chút xíu thôi. Mình thấy đang tỉnh như vậy đó, mình đếm nó vậy đó. Mình nghe cái trạng thái này, nghe nó nhịp nhàng, nó an à. Tức là nó không có những vọng tưởng, không có gì hết á. Dạ, nó cũng bình thường. Bắt đầu giờ con nắm hai tay chặt lại. Cái con phá nó, cái nó đi qua, cái con thường thường để ý, mình tu, mình để ý, khi lọt vô ký thì mình lưu ý từng cái trạng thái nó xảy ra, nó mới rớt vô đó. Trước khi nó báo động có một cái điều kiện gì không tràn trì miên, rất mạnh bởi vì chánh niệm tỉnh giác, tỉnh thức lắm. Cho nên khi mà có trạng thái gì xảy ra, nó đều có báo động trước mình, tại vì mình không có thiếu tỉnh giác, mình không thấy. Chứ còn mình thấy, biết mày sắp sửa có cái tới không tràn đây, sao mày báo cho tao biết rồi. Cái thân của mình nó báo cho biết hết mọi cái sự kiện xảy ra. Nhưng mà tại vì mình không có lưu ý kỹ cho nên mình không có thấy, rồi tới chuyện nó đến mình chỉ gục xuống là mình ngủ thôi chứ mình không biết, chứ nó báo. Khi nào mà hôn trầm thủy miên á, mà đến thật sự nó làm cho mình lười biếng á, đó là hôn trầm thủy miên. Còn cái mà nó vô thình lình mà ngủ thình lình đó, nó không thuộc lại hôn trầm thủy miên đâu. Mà nó thuộc lại vô ký, nó thuộc lại quan không. À, lưu ý đó, nó cũng giống như mình ngủ vậy mà nhiễm quan không. Có khi từ con khắc phục là nó được, nhưng mà khắc phục 4 lần thì khắc phục được 1 lần, còn 3 lần cũng vẫn bình. Mới đây cái này con mới phát giác mới là vượt qua. Mà có khi nó tới 12 hơi là nó quen rồi. Nó quen là mình sẽ tác ý rồi. Là nhiều khi tới đó tự nhiên nó cũng làm cho mình không khẩn luôn. Dừng lại luôn, nó không biết, nó bắt không biết gì nữa mà nó cũng bắt mình lại tác ý lại. Nhưng mà lúc đó mình không có ý, mình biết. Cái đó là con phải chuẩn bị trước, con biết trong cái khoảng thời gian nào mà tu hai tuần xảy ra mình chú ý. Thì lúc bây giờ mình chuẩn bị là hai cái tay mình nắm chặt là thì nó không có vô. Hai cái tay mình nắm. Với một cái nữa là nó giống như nó giật. Đó là cũng là dạng vô ký giật. Giật luôn.
giật nhưng mà còn biết, giật nhưng mà biết, còn cái mà nó hững nhưng mà không biết là quên, nó cũng là vô ký. Cái dạng tao, cái dạng giật tao cấp, tao cấp hơn chứ mình đang ngồi để giật cái đó là cũng ngay tạng vô ký mà còn biết mà thầy, còn không không mắc cái né cổ này mất luôn, quên quên luôn, không biết mình để cái gì nữa, vô ký luôn. Còn cái này công nhận đó bình đẳng. Cho nên phải vậy nha, nên nó có tu rồi mới biết mặt nó đủ rồi, đủ rồi. Nhất là vào cái lúc buổi sáng mà nó làm cho mình mệt mỏi nhất là mình bị cái điều đó nó cái đàn bé đó là gặp ta mệt mỏi nhất. Thôi con xin tình thầy xin dạy. Rồi rồi con biết tình thầy đi có gì không? Này sao con ngồi một cái chạy hai cái tay cũng thất điện vậy, chứ con có thất điện lên chạy cho thầy không? À con để sao cũng được hết, bởi vì đối với cái tu mà theo đạo Phật nó cái tư thế mà kiết già bán già gì nó cũng tốt hết, bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi đều cái tứ niệm xứ được. Thì nhưng mà giờ nó chịu để không được, thư giãn thư thản không sao hết. Thì cứ nghĩ rằng ngồi vậy mới làm Phật, mà ngồi vậy không làm Phật đó. Con thấy những cái tượng là Phật. Họ thầy nói bên ở bên Nguyên Thủy, ở bên Thái Lan hoặc là bên nước Ấn Độ nè, có tượng Phật con thấy. Nó ngồi nó không phải là cứ ngồi cái bàn nó bán già nè, con thấy cái hình ảnh. Rồi cái tay thì nó để ở trên đầu gối, có tay thì nó đưa lên vậy. Nó làm đủ cách. Nhưng mà sự thật là đó là nó thể hiện qua tứ niệm xứ đó. Cho nên đừng có nghĩ về vấn đề có thiện tâm với đại thừa nó bắt mình ngồi phải co tay co chân như thế này thì chứ còn không có để như con vậy nó không chịu đó. Lúc trước đến bây giờ nó muốn ngồi con ngồi, mà bây giờ nó muốn ngồi con cũng được, bây giờ sáng mà nó muốn ngồi mà con ngồi mà cũng chịu, nó quạt chân quạt tay đủ thứ, con đi chân hành con à, thì khi nào mà nó tác ý ra nó muốn ngồi thì mình ngồi, mà nó không muốn ngồi thì cứ đi. Đã con đọc cái chắc chưa đọc cái câu tập ấy thầy chứ gì, thì trong cái bài mà Đại Công thì Đức Phật đã dạy mà.